Chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Thái Nhí TV. Tình hình là mình vừa đi Thái Lan về luôn, do chuyến bay delay nên về rất là trễ. Còn mình đi làm gì thì còn lâu mình mới nói. Mấy bữa trước thì có bà chị bình luận hỏi có món nào mà nhanh mà ngon không em. Thì nhí về thì cũng trễ rồi nên mình tranh thủ mình lục tủ còn gì thì mình nấu đó. Sau khi mình lục nát cái tủ thì mình có được khoảng hơn một lạng thịt xay. À, một ít rau quế thì rau quế này cũng mấy bữa rồi mình lựa lại còn được nhiêu nè các bạn à, với lại được một quả trứng gà à, một vài trái ớt với lại một vài chép tỏi thì ớt thì mình sử dụng một trái ớt hiểm, một trái ớt sừng không cay. Nếu bạn nào ăn cay thì có thể cho thêm nha. Có bao nhiêu đây thì mình không có sợ đói nữa rồi. Bây giờ tranh thủ mình đi vo cái nồi cơm trước. Sau đó mình sẽ làm cái món thịt bầm xào lá quế phiên bản của Việt Nam. Nói gì thì nói nhưng khi mình đói bụng á, mình làm cái gì mình cũng muốn làm nhanh hết trơn á, để có đồ ăn chống đói. Bây giờ thì chống đói rất là dễ, người ta sẽ nghĩ tới những món ăn giống như là mì tôm nè, trứng chiên nè và một số món khác rất là nhiều và đa dạng. Còn ngày xưa chống đói thì cứ chạy thẳng xuống bếp á, dở cái nồi cơm nguội ra. Còn thì múc ra tô, sau đó trang nước lạnh vào và ăn. Cứ như vậy đó thì tuổi thơ dần dần cũng qua đi. Nói gì thì nói nhưng mình không có quên cái nội dung của video Thì bây giờ mình sẽ lấy cái một cái cối, một cái chày Mình sẽ giả cái phần ớt này với tỏi này cho thiệt là nhiễn Còn về công thức định lượng thì Nhí sẽ để trên màn hình cho các bạn ở cuối video nha Đây là món thịt bầm xào lá quế của Thái Nhưng mà Nhí phối lại theo cái phiên bản Việt Nam Để mình dễ làm cũng như cái hương vị nó ngon hơn và nó dễ ăn hơn Sau khi mình giả tỏi ớt xong thì bây giờ mình đi chiên cái trứng ốp la trước khi chiên trứng thì mình nhớ tới ngày xưa nhà mình cũng có nuôi gà, mỗi lần đói bụng là xuống lục cái nồi cơm nguội làm biếng thì chan nước lạnh ăn, nếu xiên thì mình cho vào chảo mình chế vào đó một miếng mỡ cái mình xào lên cho nó nóng lên nó thơm lên rồi ăn thôi. Mặc dù ở sau hè nó có mấy ổ gà có trứng nhưng mình đâu có dám ăn các bạn để dành để rầy cho nó nở ra nhiều khi chiên trứng xong thì mình sẽ sử dụng cái chảo này mình cho thêm dầu và mình sẽ xào cái phần tỏi ớt giả nhuyễn này cho nó thơm và nó dậy cái mùi lên bây giờ thì nhí sẽ xào cho cái phần thịt bầm này nó săn lên sau đó mình sẽ niêm gia vị bây giờ thì mình sẽ niêm gia vị nhí niêm vào đây là nửa muỗng cà phê đường một ít bột ngọt một ít nước tương một ít nước màu hắc xì dầu một muỗng cà phê dầu hào với lại một ít bột niêm Bây giờ thì mình sẽ xào lên, sau đó mình cho vào đây một ít nước lạnh. Mình sẽ nấu cái phần thịt này lên cho nó sôi lên và nó ngấm gia vị, sau đó thì mình sẽ cho cái phần lá quế vào. Món này trộn với cơm ăn là xuất sắc luôn, rất là ngon và rất là thơm nha các bạn. Món thịt bầm xào lá quế đã xong rồi, rất là thơm. Bây giờ Nhí sẽ cho ra và mình trang trí ra dĩa, sau đó mình sẽ cùng mời các bạn thưởng thức nha. Nhí sẽ chỉ cho các bạn cái cách mình trang trí cơm theo tiêu chuẩn nhà hàng nè. Mình sẽ chia cái dĩa này ra làm 6 và 4. Bên 4 thì mình sẽ để cơm, bên 6 thì mình sẽ để đồ ăn. Để cho cái phần cơm nó có cái điểm nhắn thì mình sẽ cho một ít mè đen và mình trang trí thêm một nhánh ngò. Đây là món cơm thịt bầm xào lá quế. Nếu các bạn yêu thích cái món ăn này thì nhớ để lại cho Nhí xin một like giúp Nhí chia sẻ những cái thông tin này cho bạn bè gần xa được xem và bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì nhớ cho nhí xin một lượt đăng ký kênh để nhí có nhiều động lực chia sẻ nhiều cái món ăn ngon hơn để phục vụ cho tất cả các bạn. Còn bây giờ thì nhí sẽ mời tất cả các bạn thưởng thức xem có hương vị như thế nào. Mời tất cả các bạn ăn nha. Ok nha các bạn, thơm ngon, một hương vị rất là đặc trưng. Các bạn có thể làm và trải nghiệm thử nha. Đây là những cái món ăn mà nhí nghĩ là cấp tốc, à, làm rất là nhanh, các bạn có thể áp dụng cái món ăn này vào những cái tình huống gọi là cần thiết nha. Nhí cũng chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái món thịt bầm xào lá quế thật là ngon. Còn bây giờ thì nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn.